Nhằm thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2023 với chủ đề Năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn khối, chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Bến Tre đã phối hợp với trường Trung học cơ sở Bảo Thạnh, huyện Ba Tri tổ chức chương trình tuyên truyền cài đặt ứng dụng IOC và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên. Hoạt động dưới sự phối hợp tổ chức của các cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, gồm đoàn cơ sở Viễn thông Bến Tre, đoàn cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, chi đoàn Đài phát thanh và truyền hình Bến Tre, chi đoàn Sở Tư pháp và chi đoàn Tòa án Nhân dân tỉnh. Tại chương trình, đơn vị đoàn cơ sở Viễn thông Bến Tre đã triển khai giới thiệu và hướng dẫn cài đặt ứng dụng IOC, Trung tâm Điều hành Thông minh, Intelligent Operation Center, trao tặng SIM và đăng ký thông tin thuê bao cho đoàn viên thanh niên, học sinh trường Trung học cơ sở Bảo Thạnh, tạo điều kiện để các em kết nối thông tin, ứng dụng công nghệ số phục vụ cho việc học tập được thuận lợi dễ dàng hơn. Đây cũng là hoạt động góp phần thực hiện quá mục tiêu xây dựng thành công đô thị thông minh, chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số của VNPT tại các địa phương. Thông qua chương trình hướng dẫn tài đặt ứng dụng IOC và chương trình tuyên truyền pháp luật thì em rút ra được bài học là chúng ta phải biết yêu thương và chan hòa với cộng đồng, sống đúng với pháp luật, công bằng với tất cả mọi người để bảo vệ được gia đình, xã hội, cộng đồng. Đặc biệt, các đơn vị đã phối hợp tổ chức chương trình phiên tòa giả định, phiên tòa dân sự, dựng lại tình huống, thực hiện tư vấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, thanh niên, học sinh với nội dung tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên. Hoạt động đã thu hút sự tham gia, theo dõi và cổ vũ nhiệt tình của các em học sinh, tạo động lực cổ vũ tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Thì hôm nay tôi được tham gia một cái phiên tòa giả định nhằm mục đích là hướng dẫn cho các em học sinh nó hiểu biết thêm về pháp luật, đồng thời là phổ biến thêm về pháp luật của nhà nước Việt Nam cho các em hiểu, để cho các em không có vướng phải các vi phạm, giúp ích cho bản thân các em, gia đình, nhà trường và xã hội. Đối với chương trình này thì nó có ý nghĩa rất là thiết thực, bổ ích cho nhà trường về phía đội ngũ. Thì cái chương trình đã giúp cho cái đội ngũ cán bộ giáo viên công nhân viên biết cài đặt ứng dụng IOC nhằm nắm sâu hơn những kiến thức về chương trình này. Thì thông qua đó thì cũng có cái tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với các em học sinh, thì nó có ý nghĩa rất là bổ ích, nhất là thông qua cái phiên tòa giả định giúp các em là nâng cao nhận thức trong vấn đề là phòng chống bạo lực học đường, giúp cho các em thấy được cái hậu quả trong cái vấn đề bạo lực học đường làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe, danh dự của bản thân cũng như là gia đình, nhà trường và xã hội. Chương trình tuyên truyền cài đặt ứng dụng IOC và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn khối, góp phần cùng tuổi trẻ Bến Tre thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh đoàn về việc đoàn tham gia thực hiện đề án chuyển đổi số theo nghị quyết số 01 của tỉnh ủy Bến Tre giai đoạn 2022-2025, tạo điều kiện phát huy tinh thần xung kích tình nguyện gắn với chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng cán bộ đoàn, đoàn viên tại các cơ quan chuyên trách trong việc giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội liên quan đến pháp luật trên địa bàn tỉnh, đồng thời hoạt động giúp tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó, chia sẻ giữa các đơn vị trong thực hiện các hoạt động phong trào của tuổi trẻ. Tại chương trình, đại diện Trung tâm Viễn thông Bến Tre, đại diện đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh cũng đã tặng quà và 500 quyển tập cho các em học sinh trường Trung học cơ sở Bảo Thạnh, huyện Ba Tri.